Xin chào, lâu rồi không gặp bà. Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé qua đó, ba của Chadu. Dạo này bà vẫn khỏe chứ? Hôm nay tôi ghé để mua bánh kem cho mấy đứa nhỏ. Nè bà ơi, bà bán cho tôi cái gì vậy hả? Tôi đặt mua bánh nhân kem, nhưng tại sao bà lại giao cho tôi bánh đậu đỏ vậy? Ôi trời, xin lỗi cô, do mắt của tôi kém quá không nhìn thấy rõ. Bánh nhân kem với nhân đậu đỏ để sát nhau nên tôi lấy nhầm thôi. Cô thông cảm giùm nha, để tôi lấy bánh khác cho cô. Bánh mì của cô đây. Lần trước mua đậu đỏ thì bà lại đưa sô-cô-la. Ôi, thiệt là bực mình quá đi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà, có cần phải ồn ào vậy không? Không đâu, đây là lỗi của tôi mà. Dạo này trí nhớ của tôi kém đi nhiều rồi. Số bánh mì kem này nhìn ngon quá. Mấy đứa nhỏ ở nhà tôi thực sự rất thích bánh của bà luôn đó. Ôi, sao anh mua nhiều quá vậy? Cảm ơn anh nha. Người bạn Bangachi. Mấy đứa ơi, ba về rồi đây. Trời đất ơi, anh lại mua cái gì vậy hả? Nè ông xã, mau đưa cho tôi xem tiền thưởng tháng này đi. Tất nhiên phải đưa cho em xem rồi, bà xã đại nhân. Chỉ có 1.000 won. Rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả? Nhưng em cũng thích bánh mì mà. Anh nói cái gì? Thích gì mà thích? Trời ơi là trời. Chị ơi, chắc bà mua tới 100 cái bánh luôn đó chị. Hả? Ủa? Sao ở đây lại có một con thú bông vậy chứ? Wow, dễ thương quá đi. Em thích lắm cho nên em sẽ lấy nó. Chị lớn rồi chị phải nhường cho em chứ. Em cũng thích nó. Nè, ai thấy trước thì phải là của người đó chứ. Mấy cái đứa này, tới giờ ngủ rồi mà sao còn đứng ở đây hả? Công nhận nhìn nó dễ thương quá đi. Ngày mai mình sẽ rủ Minchi cùng đặt tên cho nó. Thú bông của mình. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái bánh mì bông biết chuyển động. Ủa, mình nằm mơ hả? Ôi dạ, đây đâu phải là mơ đâu. Hả? Hả? Nó kia rồi. Ủa? Hình như đây là tiệm bánh của bà mà. Bột và đường. Tiếp theo là 300ml sữa tươi. Khoan đã. Hình như sữa này bị thiêu rồi thì phải. Bangazi, chờ chút, mình sẽ quay lại liền. Mình vừa lấy được sữa tươi từ bé bò sữa luôn nè. Bye.
hoàn hảo. Ai đang ở ngoài đó vậy? Có một người đang ở đây. Cái gì? Là con người sao? Mọi người ơi, hãy mau chạy đi. Các bạn khoan đã, xin hãy bình tĩnh một chút. Mình không phải là người xấu đâu mà. Mình không biết là trên đời này lại có yêu tinh bánh ngọt luôn đó. Thật ra tụi mình không có sống ở đây đâu. Tụi mình có quy định không được phép ăn đồ ăn của con người. Nhưng vì bánh của bà ngon quá nên tụi mình đã lỡ ăn mất. Vì đã vi phạm quy định nên tụi mình bị trừng phạt. Đó là phải sống ở đây. Sao hả? Sống ở tiệm bánh sao lại là hình phạt được chứ? Đây là ước mơ của mình. Nếu được sống ở tiệm bánh mình sẽ rất vui. Các bạn có cách nào không? Hả? Bạn nói cái gì? Hình như bạn ấy không phải là một đứa trẻ bình thường đâu. Bạn thấy đó, tụi mình bận rộn lắm. Cho nên bạn hãy mau về nhà đi. Nhìn món bánh các bạn nướng, mình công nhận là nó rất đẹp. Nhưng mà mùi vị của bánh thì cần phải cải thiện mới được. Vì bánh không được ngon cho lắm. Cái gì? Nhưng đó có phải là bánh tụi mình làm đâu. Bánh đó là do bà làm ra mà. Bây giờ bà làm bánh không còn được như trước nữa. Mắt bà ngày càng mờ nên bánh của bà cũng bớt ngon hơn. Có mấy lần bà còn nhầm đường với muối nữa kìa. Hồi trước bánh của bà làm ngon biết bao nhiêu. Tụi mình càng ngày càng ít khách. Sắp tới phía đối diện sẽ mở một tiệm bánh thiệt bự. Tiệm bánh của bà có lẽ sẽ bị đóng cửa sớm thôi. Bạn nói tiệm bánh của bà sẽ bị đóng cửa sao? Ai mà thèm mua mấy cái bánh này chứ? Đây chính là lý do bà không thể trả tiền thuê nhà đó. Tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Bà hãy mau chóng đóng cửa tiệm bánh này đi. Chúng tôi không thể để như vậy hoài được. Tôi chỉ cho bà tới tuần sau thôi đó. Bà đã hiểu chưa? Tôi thành thật xin lỗi ông. Tuần sau chủ nhà sẽ đuổi bà và tụi mình sẽ ra ngoài đường luôn. Từ hồi nhỏ mình thích nhất là được ăn bánh của bà. Bánh của cô đây, mẹ của cha đu. Thiệt hả? Sao bà lại tặng thêm cho tôi nhiều quá vậy? Cảm ơn bà nhiều lắm. Mẹ ơi, con cũng thích cái bánh kia nữa. Mẹ mua cho con đi mà. Để lần sau nha. Chừng nào ba lãnh lương mẹ sẽ mua cho con. Mẹ lúc nào cũng chỉ mua có loại này thôi. Cha đu nè, cái này bà cho con nhớ cho mọi người ăn chung với nha. Con cảm ơn bà. Thằng mọi giá, chúng ta không thể để bà bị đuổi ra khỏi đây được. Nếu chúng ta có thể làm ra những cái bánh thật ngon thì sẽ lại có cách đến mua thôi. Mình cũng muốn giúp một tay. Bạn sẽ giúp tụi mình sao? Tất nhiên rồi, mình sẽ giúp các bạn làm bánh và mang thật nhiều khách hàng tới. Cái gì mình cũng làm được hết. Bạn cũng biết làm bánh nữa sao? Nhưng mình nghĩ bạn sẽ không giúp được gì nhiều cho tụi mình đâu. Những công việc nặng nhọc cứ giao hết cho mình. Các bạn ơi, mình hỏi nè, ai sẽ được ăn những cái bánh lỗi này vậy? Chuyện đó đâu có quan trọng, ai ăn cũng được mà. Mọi người hãy dùng thử số bánh mới ra lò này. Mọi người cứ dùng thoải mái nha. Chúng tôi còn có chương trình giảm giá đặc biệt nữa nè. Bánh mì ngon, bánh mì ngọt nóng hổi vừa mới ra lò đây. Đến thử ngay và bạn sẽ muốn ăn mỗi ngày. Ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày, ăn mỗi ngày. Xin chào, xin dùng thử bánh. Bánh mì ngon, bánh mì ngọt nóng hổi vừa mới ra lò đây. Thẩm hiu quá đi, một người khách cũng không có. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Bà và tất cả chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi đây mất. Chờ chút đã. Các bạn nè, các bạn đã sẵn sàng cho mọi người thấy những gì mình có chưa?
Ý bạn là sao? Hãy để mọi người ngửi thấy chúng đi. Biến giao cho mình. Ủa? Mẹ ơi, bên đó có mùi gì thơm quá. Bánh mì ngon, bánh mì ngọt nóng hổi vừa mới ra lò đây. Ý trời ơi, có chuyện gì vậy? Bánh ngon quá. Ôi trời ơi, sao họ có thể làm kem bánh miệng tới vậy chứ? Mình chưa từng ăn bánh nào ngon như vậy. Cô bé ơi, bánh bút phi này bao nhiêu tiền vậy con? Thành công rồi, thành công rồi. Cha Đu ơi, cha Đu à. Con mơ thấy cái gì mà la lớn dữ vậy hả? Mơ sao? Ủa, con mơ thấy gì vậy? Không thể nào là giấc mơ được. Con lo mà đi sửa soạn nhanh lên, coi chừng trễ học bây giờ đó. Sao mà mình có cảm giác như là thật vậy? Trời, cha Đu. Dạ. Con còn lề mề cái gì nữa? Dạ con ra liền. Tụi mình tới khu vui chơi thiếu nhi chơi đi. Đơ đơ nè, có muốn đi cùng tụi mình không? Giờ mình phải đi học taekwondo rồi. Ồ, xe của lớp võ tới rồi kìa. Mai gặp nha. Xin lỗi cha Đu nha. Hôm nay mình có giờ học đàn piano rồi. Tạm biệt. Còn mình thì đi học ballet. Cho cha Đu, bạn tự tới khu vui chơi và chơi một mình đi hát. Hài, mọi người làm sao vậy? Sơn Hua nè, bạn thì sao? Tụi mình đi chơi nha. Chào cậu chủ. Tôi tới đón cậu đến lớp học thêm toán. Hôm nay chúng ta không để có được không? Con muốn đến khu vui chơi với cha Đu. Không được đâu cậu chủ, bà chủ sẽ lo lắng lắm. Cha Đu ơi, mình xin lỗi. Mấy bạn ấy thiệt là để một mình buồn chán như vậy á. Con muốn đi học thêm. Mẹ ơi, mẹ cho con đi học thêm đi. Ôi, con bé này lại nghĩ ra ý tưởng gì nữa vậy? Con cũng muốn học thêm một cái gì đó. Sau khi tan học các bạn đều đi học thêm hết, không có ai ở lại chơi với con luôn. Chính vì vậy mẹ đã tặng cho con món quà chỉ có một trên đời thôi. Quà hả mẹ? Là người sẽ trở thành bạn suốt đời của con, các em của con đó. Chị cho đâu ơi, chơi với em đi. Hai cái đứa này. Ủa, Sơn Hu nè, tối qua em không ngủ hay sao mà bây giờ lại ngủ gật trong lớp như vậy? Dạ thưa cô, bài tập trong lớp học thêm nhiều quá. Cái gì? Không phải bài tập trên trường mà là bài tập học thêm sao? Được rồi, tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Còn Sơn Hu, em lên phòng giáo viên gặp cô. Dạ. Sơn Hu á, mình biết thế nào cũng vậy mà. Sao vậy? Vì mỗi ngày bạn ấy phải đi học thêm ở 3-4 chỗ lận. Hả? Học thêm 3-4 chỗ lận sao? Học bơi nè, piano nè, chơi golf nè, kiếm đạo, toán, mỹ thuật, lớp cảm nhận về sách. Còn gì nữa không ta? Còn mình chỉ có đi học thêm toán với taekwondo thôi. Mà gần đây thấy ốm quá trời. Mình đâu có thấy bạn ốm chỗ nào đâu. Ý mình là học thêm rất giả như vậy á. Sơn Hun à, cô la bạn có nhiều không? Không có sao đâu, cô chỉ.
đi cẩn thận nha. Hôm nay cũng phải đi học thêm sao? Phải. Hồi nãy bạn mới bị chảy máu cam mà sơn hôn, bạn không thể xin nghỉ học một bữa hay sao hả? Chào cậu chủ. Bắt được rồi. Vậy là hôm nay sơn hôn không cần phải đi học nữa đúng không ông? Hôm nay chúng ta sẽ đến lớp cảm nhận về sách trước. Ông ơi, con nói nè. Chuyện gì? Ông cho sơn hôn tới khu vui chơi với con một chút thôi có được không? Bây giờ thì không được đâu. Hồi nãy ở trong lớp sơn hôn đã bị chảy máu mũi đó. Vì bài tập trong lớp học thêm nhiều quá nên bạn ấy không được ngủ đủ giấc. Cái gì? Chảy máu mũi? Vậy sao nãy giờ không nói cho tôi biết chứ cậu chủ? Nếu nói với ông thì mẹ con cũng sẽ biết. Con sợ mẹ lo lắng. Chính vì vậy ông hãy cho bạn ấy đi chơi với con đi. Khoảng nửa tiếng thôi. Được rồi, hai đứa chỉ chơi nửa tiếng thôi nha. Vậy bạn đã thử nói với mẹ của bạn chưa? Mình đã thử nói rồi, nhưng mà mẹ mình nói không được. Mình với mẹ mình không có tiếng nói chung. Sao vậy? Mẹ mình nói những chuyện này đều là vì muốn tốt cho mình. Thật ra mình thấy ghen tị với bạn lắm. Đi học như vậy cũng tốt lắm mà, đâu cần phải tự chơi một mình đâu. Mình thì lại ghen tị với sự tự do của bạn. Có cách nào để đổi cho nhau không ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần thoại Jack và Roman. Các em hãy thử cảm nhận về tác phẩm này nha. Sơn Hun nè, cho thầy biết cảm nhận ban đầu của em đi. Sơn Hun à, em không sao chứ? Thưa thầy, em bị cảm nặng cho nên. Sao em không nói sớm? Được rồi, uống chút nước đi nè. Sơn Hun à, em luyện tập nhiều rồi có đúng không? Đây là cái gì chị? Hôm nay em muốn đeo mặt nạ để học sao? Nếu như đeo cái này thì em sẽ tập trung hơn đó cô. Cũng được, vậy cứ thử qua một lần ha. Sơn Hun à, hôm nay giọng của em bị làm sao vậy? Dạ, em bị cảm. Cái gì? Bị cảm sao? Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi ha. Em không chịu đâu, em muốn ở lại tập tiếp. Dừng lại đi. Trời ơi, tao không thể nghe thấy gì hết. Cô ơi, sao cô kỳ quá vậy? Em đang cố gắng luyện giọng để cho thông họng mà. Không được, dừng lại đi. Trời ơi, tai của tôi. Danh chơi hơn. Dạ có. Chan Sơn Hun. Dạ. Sơn Hun, sao chưa gì mà em đã mang đồ bảo hộ rồi? Em muốn được đấu tới vậy sao? Hey, vì Sơn Hun đấu với ẹt à thầy. Ồ nè nè, các em không được chọc bạn như vậy, biết không? Rồi tập trung. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Võ sinh chuẩn bị. Bắt đầu. Dừng lại. Nè, bạn sao vậy? Đánh kiểu đó là phạm quy có biết không? Trời cha đu. Em đâu phải Sinh Huynh đâu. Nói đi, em là ai? Dạ thưa thầy, em là bạn học cùng lớp của Sơn Hun. Ủa Shadow, bạn học xong rồi sao? Hả? Bạn chơi vui không?
Vui lắm. Mặc dù chỉ có một mình nhưng mình đã chơi rất vui. Hôm nay mình thật sự không muốn đi học thêm một chút nào. Cảm ơn bạn nha Chadu. Bây giờ mình đã có thể vui vẻ đi học thêm môn toán rồi Chadu. Nhưng mà có một chút chuyện Sơn Hô nè. Ủa? Có lẽ là chúng ta gặp rắc rối rồi. Ồ. Cho dù là như vậy thì làm sao con có thể kêu bạn con đi học giùm cho con được chứ? Tại con mệt quá nên mới làm vậy thôi. Sao vậy Sơn Hôn? Sao con cứ luôn chống đối và không chịu hiểu cho mẹ? Mẹ cũng vậy mà, hay có bao giờ mẹ chịu hiểu cho con đâu. Cậu chủ ơi. Mình lại muốn tới đó quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng nói với mẹ thêm một lần nữa. Đúng là không dư khoản nào để học thêm hết. Sao tự nhiên lại phải đi học thêm chứ? Cho dù thấy các bạn được đi học thêm nên cũng muốn học. Ý của chị là Sinh Huỳnh đã bỏ chạy ra ngoài vào giờ này hay sao? Phải, vì vấn đề học thêm mà tôi đã nổi giận với thằng bé. Cha Đu à, con có biết Sơn Hôn có thể đi đâu không? Con không rõ nữa. À, có khi nào? Dạ đợi con một chút. Sơn Hôn ơi! Nurongchi à, bây giờ anh phải làm sao đây? Anh rất ghét học thêm, anh cũng ghét mẹ nữa. Vì là mèo nên em đâu cần lo lắng những chuyện đó. Anh thật sự rất ghen tị với em. Sơn Hôn ơi! Cha Đu hả? Sơn Hôn à! Mẹ ơi! Sơn Hôn ơi! Mẹ xin lỗi con! Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi! Không phải đâu! Thời gian qua chắc con mệt mỏi lắm! Mẹ xin lỗi con! Cha Đu nè, từ tháng sau con cũng đi học thêm đi. Mẹ con nói đúng đó. Con hãy chọn cho mình một môn mình thực sự thích, rồi ba mẹ sẽ cho con đi học. Nhưng ba mẹ có tiền không? Không có gì. Thấy Sơn Hôn như vậy con cũng không muốn đi học thêm nữa. Nè, con lại đổi ý rồi sao? Trời ơi, con thất thường quá. Hôm nay tan học có ai đi khu vui chơi với mình không? Sao vậy? Hôm nay bạn không đi học thêm hả? Đúng vậy, mình đã bàn với mẹ sẽ chỉ chọn hai môn mình thích nhất để học thôi. Và mẹ đã đồng ý. Tất cả là nhờ bạn hết đó cha đâu. Vậy nên từ giờ sau khi tan học mình đều có thể đến sân chơi. Wow, vậy thì tốt quá. Nhưng mà cũng đã tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Bạn cũng đi học thêm sao cha đâu? Bạn học môn gì vậy? Đó là một bí mật. Mấy đứa, tiết một của lớp học thêm tổng hợp Cha Đu là cuộc thi ba môn phối hợp. Chuẩn bị. Ôi, chiếc xe mơ ước của mình. Mình rất muốn được lái thử một lần. Chiếc xe mơ ước của ba. Cô ơi, bán cho con cái này. Cho cô chút nha. Dạ. Chị đáp anh không? Ngày mai gặp lại mấy bạn nha. Ba mẹ của anh Huy mới mua xe mới đó. Hình như là nhãn hiệu Renda mới ra mắt năm nay á. Mấy bạn ơi, ngày mai gặp lại nha. Đó là xe thể thao Avanta. Xe của nhà Don Don là dòng mới ra mắt năm ngoái đó. Nangi nè, bạn cũng hiểu biết về các dòng xe quá ha. À, có gì đâu. Tự nhiên gần đây mình thích tìm hiểu về xe hơi thôi. Bạn thích tìm hiểu thì sao chứ? Làm như bạn có thể mua được nó vậy đó. Chào hai bạn, mình đi trước nha.
ra thì Danny còn có xe đạp để đi, còn mình thì không hề có thú vị hết. Ơi trời ơi, tay mình mỏi quá chừng. Mấy chuyến xe buýt đông người như vậy chỉ làm mình mệt mỏi hơn trước khi vào làm mà thôi. Ba ơi, nhà của các bạn con ai cũng có xe hơi, tại sao nhà mình lại không có hả ba? Con thấy chiếc xe này được không? Quá, ba định mua chiếc xe đó hả ba? À, đâu có đâu, mặc dù ba cũng muốn lắm. À, con sẽ mua nó cho ba chứ. Ba nghĩ sao mà hỏi vậy chứ? Người ba cần hỏi chính là bà chủ tiêu dùng trong cái nhà này kìa. Mẹ đã nghe thấy rồi, ba con muốn mua xe hơi chứ gì. Chúng ta không có nhiều tiền tới như vậy đâu. Hai cha con cứ tiếp tục mơ nữa đi. Cô bé, thấy xe hơi thì phải biết tự tránh đi chứ. Bộ thầy cô ở trường không dạy mấy cái này hả? Những chuyện này đều là vì nhà chúng ta không có xe hơi mà ra hết. Mimi à, em hãy thử nghĩ mà xem. Nếu như gia đình chúng ta có một chiếc xe hơi thì chúng ta sẽ không bị đối xử như vậy nữa, và cuộc sống cũng sẽ khác hơn. Đưa ba tụi con đi học. Được rồi, hai đứa đi học ngoan nha. Dạ. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì đó để gia đình mình có thể mua được xe hơi. Mẹ nghe hết rồi nha. Rốt cuộc mọi người bị sao vậy? Sau khi không lại muốn mua xe hơi là sao? Nhà mình đâu nhất thiết phải mua xe hơi. Tại sao lại cần mua một chiếc xe hơi chỉ để đi trong phố chứ? Em biết trước chuyện nhà mình mua xe hơi là không thể nào được mà. Xin lỗi hai đứa vì ba đã không thể giúp được gì hết. Chắc phải chờ các con lớn hơn thì ba mới có xe hơi chở các con đi học được. Con nghĩ có một cách để nhà mình có xe hơi á. Hả? Là cách gì vậy? Trong cái nhà này chỉ có một người có đủ khả năng để thuyết phục được mẹ mà thôi. Baby của chúng ta muốn đi đâu nè? Ở đâu thì mẹ cũng sẽ đưa con đi hết. Dạ, con thích được mẹ cõng trên lưng như vậy hơn là ngồi xe hơi nhiều luôn á. Vậy con không thích xe hơi hả? Mẹ thấy xe hơi cũng tốt lắm mà. Con không cần đâu, con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi. Có vẻ như chuyện này không dễ làm rồi. Cái gì mà không dễ chứ, ba thấy là bất khả thi luôn thì có. Baby nè, em rất thích xe hơi có đúng không? Dạ phải, em thích xe hơi lắm luôn. Nếu vậy, em có thích nhà mình mua một chiếc xe hơi thiệt luôn hay không? Dạ không, em có nhiều xe hơi lắm rồi. Cái gì, em có xe hả? Dạ. Xe mới nhất là Sonita. Dạ rồi, Alphata. Em còn có mấy chiếc xe nước ngoài nữa. Hiểu rồi, thì ra là em có xe đồ chơi. Baby thích xe đồ chơi còn nhiều hơn là xe hơi thật nữa đó ba. Con không có cách nào để thuyết phục em ấy hết. Em nói rồi, chị không thể nói chuyện với trẻ con được đâu. Bộ em không phải là trẻ con hả? Con nói là Barbie của chúng ta thích xe hơi đồ chơi hả? Dạ, em khoe với con là em có tất cả các loại xe luôn. Mà sao vậy ba? Barbie có tất cả các loại xe sao? Rất đẹp đúng không con? Dạ.
sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ muốn, con muốn có nó bà ơi. Hả? Barbie à, có chuyện gì vậy? Tại sao con lại khóc hả? Mẹ ơi, đi ra nhà mình không có xe hơi á mẹ. Con nói cái gì? Có phải là gì mẹ không cho phép ba mua xe hơi cho tụi con không? Có phải không mẹ? Tại sao mẹ không mua chứ? Tại sao? Tại sao? Barbie à, phải công nhận là em ấy diễn tốt ghê. Chúng ta nên học tập em ấy thêm mới được. Cái đó không phải là diễn kịch đâu. Hồi xưa lúc còn nhỏ chị cũng y chang như vậy. Nhà mình như vậy mà lại không có nổi một chiếc xe hơi. Con thật là đáng thương. Em không dám tin là Barbie lại có thể nói ra những lời như vậy. Trẻ con thì cũng biết tuổi thân chứ em. Thằng bé biết là nhà của người ta đều có xe hơi, trong khi nhà mình lại không có, cho nên nó mới như vậy đó. Ủa, cái đó ở đâu em có vậy? Em nghĩ là nhà mình có thể mua một chiếc xe hơi. Ủa? Tuy em đã nói như vậy nhưng anh nghĩ là trong lúc này mà mua xe hơi thì không thích hợp cho lắm. Mấy đứa con gái muốn có, anh cũng muốn có còn gì. Với lại dịch Barbie khóc thảm như vậy, em thấy đau lòng lắm. Cái này em đã để dành từ rất lâu rồi, để Chadu và Mimi có thể học cấp 2 và cấp 3. Em để dành học phí cho các con sao? Chuyện học hành của các con quan trọng mà anh. Đúng, tất nhiên rồi, học hành là quan trọng nhất. Ba mẹ ơi, không sao đâu. Mimi và con không cần phải học cấp 2 và cấp 3 đâu. Cho nên mẹ không cần phải lo về chuyện học hành của tụi con. Hả? Thưa quý khách, thủ tục đã xong hết rồi. Trong 3 ngày chúng tôi sẽ mang xe đến tận nhà cho quý khách. Anh đang làm cái gì đó? Xe của chúng ta bên này. Nó ở ngay kia kìa. Anh biết chứ. Nhưng em cứ để anh đứng đây thêm một chút nữa đi. Vậy ra đây chính là xe hơi của nhà chúng ta sao? Bây giờ em sẽ được đi học bằng xe hơi cái đúng không? Đây, cả nhà cứ thoải mái kiểm tra. Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Giờ nhà mình cũng đã có xe hơi rồi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em á chị Chadu ơi. Còn đây là quà tặng kèm, đúng như những gì tôi đã hứa với hoàng tử này. Xe đồ chơi. Thật ra mình có xe hơi rồi. Không lẽ xe hơi mà Barbie muốn chính là xe đồ chơi á? Người ta giao xe rồi hả? Ba ơi. Xe tuy có hơi nhỏ một chút nhưng mà vẫn đủ chỗ cho một nhà 5 người chúng ta. Barbie nè, chiếc xe mà con thích là chiếc đó hay là chiếc này vậy hả con? Dạ, là chiếc này. Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ, dạ con muốn con nó bà ơi. Tất cả tránh ra hết cho tôi. Kể từ bây giờ không ai được chạm vào chiếc xe này nữa. Ngày mai chúng ta sẽ trả lại cho cửa hàng. Đừng mà mẹ ơi. Vậy thì đừng vô nhà nữa, sống với chiếc xe đó luôn đi. Mẹ ơi, đừng trả xe mẹ ơi. Anh ấy ở trong nhà vệ sinh hả ta? Gì vậy? Bọn trẻ đi đâu hết rồi vậy kìa? Đi đâu rồi? Đang giữa đêm mà. Không lẽ anh ấy lấy xe chở mấy đứa nhỏ đi rồi? Chiếc xe vẫn còn ở đây.
Vậy thì mọi người đã đi đâu hết rồi? Thiệt tình à? Họ thích chiếc xe tới vậy sao? Mình định ngày mai sẽ mang xe đi trả lại, nhưng chắc là chưa được rồi. Ôi trời ơi. Yeah.